Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin giai cấp mới tại Việt Nam. Milova là nhà nghiên cứu lý thuyết cộng sản và từng là ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Nam Tư, Phó Chủ tịch Nhà nước Cộng sản Nam Tư, Chủ tịch Quốc hội Cộng sản Nam Tư. Sau khi phản tỉnh, ông đã viết trong tác phẩm Giai cấp mới một phân tích về hệ thống cộng sản xuất bản vào năm 1957 như sau. Trong một thời gian dài, Đảng Cộng sản cố tình che giấu bản chất của mình. Quá trình hình thành của giai cấp mới không chỉ được che đậy bằng những thuật ngữ xã hội chủ nghĩa, mà quan trọng hơn bằng hình thức sở hữu mới, sở hữu tập thể. Đây là hình ảnh căn nhà dát vàng bên bờ hồ Tây của cựu Tổng Bí thư Việt Nam, ông Nông Đức Mạnh, từng khiến dư luận sửng sốt. Và đây chỉ là những bề nổi của một tảng băng chìm tại Đảng Cộng sản Việt Nam. Bản chất giai cấp của hình thức sở hữu này được che đậy bằng bình phong quyền lợi của toàn dân tộc. Cũng trong tác phẩm Giai cấp mới, Milovan viết rằng vào năm 1936, nhân dịp công bố hiến pháp mới, Stalin đã tuyên bố rằng ở Liên Xô đã không còn giai cấp bóc lột, nhưng trên thực tế người ta không chỉ thực hiện xong quá trình thủ tiêu các nhà tư sản và các giai cấp khác của chế độ cũ, mà còn thiết lập một giai cấp hoàn toàn mới, chưa từng có trong lịch sử. Nhưng câu này của Milovan mới là có chí lý. Các lãnh đạo cộng sản xử lý tài sản quốc gia như của riêng họ, nhưng đồng thời họ cũng lãng phí nó như thể là nó của người khác. Chiến tranh Việt Nam chấm dứt gần nửa thế kỷ rồi, nhưng sự tiêu pha lãng phí của giai cấp thống trị đã làm cho Việt Nam, một đất nước nhiều tiềm năng, thành là một đất nước nghèo so với tiêu chuẩn phát triển chung của thế giới. Và bây giờ có nhiều điểm còn thua cả Lào và Campuchia. Trong suốt 47 năm qua, các thế hệ Việt Nam đã đổ mồ hôi, nước mắt và cả xương máu để nuôi dưỡng giai cấp thống trị, toàn trị, không phải làm một việc gì hữu ích cho xã hội ngoài hút máu của dân tộc Việt Nam. Như nhiều người biết, đến hôm nay, dưới chế độ của Đảng Cộng sản, khái niệm nhân dân làm chủ chỉ là một chiếc bình phong để giai cấp của những kẻ thống trị có toàn quyền sử dụng tài sản của đất nước như của chính mình, cũng như có toàn quyền lãng phí tài sản đất nước như không phải là của mình. Những nhận định của Milovan có thể được áp dụng vào hai trường hợp vừa mới xảy ra. Đó là trường hợp của Nguyễn Thị Phương Thảo tặng 155 triệu bảng Anh cho Anh Quốc trong khi đất nước còn rất nghèo. Tô Lâm thì ăn bò bít tết ở nhà hàng của đầu bếp Thổ Nhĩ Kỳ Nukres. Như các báo đã loan tin, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, tỷ phú Việt Nam, đồng ý tặng 155 triệu bảng Anh cho Lincoln College, một trường nhỏ thuộc hệ thống đại học Oxford. Đây là hình ảnh tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo và trường đại học Lincoln. Theo thông báo của trường, với số tiền lớn được tặng, ngôi trường đang mang tên học giả nổi tiếng là Thomas Lincoln có thể được sớm đổi thành Thảo College. Một số học giả Anh như giáo sư đại học Oxford Maria đã phê bình ý định đổi tên trường từ Lincoln sang Thảo với lý do Thomas Lincoln là học giả nổi tiếng trong thời đại ông và không nên thay chỉ vì một thương gia cho nhiều tiền. Và việc tặng tiền cho một đại học là một nghĩa cử quen thuộc của những người giàu tại Mỹ, Anh cũng như các nước phương Tây. Các tỷ phú Mỹ thường tặng tiền cho đại học, nhất là những trường mà họ xuất thân. Vào năm 2018, Michael Bloomberg tặng 1,8 tỷ đô la cho đại học Johns Hopkins tại Milan. Điểm khác nhau chính là các tỷ phú Anh Mỹ sinh ra và làm giàu trên một đất nước vốn đã giàu hàng đầu thế giới trong mọi lĩnh vực, nhất là giáo dục. Theo đánh giá quốc tế, trong số 20 trường đại học tốt nhất thế giới thì có 17 trường là Mỹ, 2 trường là Anh và 1 ở Nhật Bản. Do mỏi mắt xuống hạng 1.000 trường đại học được tổ chức này quan sát, cũng không có một trường đại học nào của Việt Nam. Theo cách lý giải và hành xử của một số người bình thường, nếu bạn có lòng vị tha để tặng thì bạn nên tặng cho những nơi thiếu thốn nhất, cho những người cần nhất. Giá trị và tác dụng của món quà nhờ đó sẽ cao hơn và ý nghĩa là tặng cho những nơi đang khó khăn chứ không phải là những nơi quá đầy đủ. Đây là hình ảnh, bên trái là Tổng thống Obama ăn bún chả tại phố Huế, Hà Nội với giá chỉ vài chục ngàn đồng. Bên phải là món thịt bò nghìn đô của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vừa ăn ở London. Mấy hôm nay, một làn sóng bất mãn, phê phán, mỉa mai, châm biếm bà Thảo đã làm chuyện ngược đời, gánh củi về rừng, mua danh, vân vân. Những người phê bình còn đưa ra những hình ảnh đau lòng của các em học sinh phải đu dây qua sông
bơi qua những khe nước chảy xiết, lội qua những con suối đầy đá nhọn để đến trường như một cách nhắc nhở cho bà Thảo thấy sự khác nhau giữa thực tế bi thảm của đất nước đã sinh ra bà và nền giáo dục hiện đại của Anh Quốc. Họ cho rằng lẽ ra bà Thảo nên dùng số tiền đó để xây những chiếc cầu, lẽ ra bà Thảo nên dùng số tiền đó để dựng trường học, và lẽ ra bà Thảo cũng nên dùng số tiền đó để cấp học bổng cho học sinh nghèo và nhiều lẽ ra khác nữa ở Việt Nam. Những người phê bình bà Thảo từng là bà không biết, không chắc chắn bà ấy đã biết, và đã biết nhưng là một chuyện, biết là một chuyện và thông cảm thông với sự chịu đựng của hàng triệu người tuổi thơ Việt Nam nghèo khó hay không, lại là một chuyện khác của bà Thảo. Là một tỷ phú, bà Thảo không muốn tên tuổi của mình gắn liền với một trường đại học dù lớn nhất Việt Nam nhưng vô danh trên thế giới. Chuyện của bà Thảo chưa xong thì vào hôm 3 tháng 11 vừa qua, các mạng Internet đã chuyển nhau video ông Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm được người ta đút thịt bò ăn rát vàng trị giá hơn 1.000 đô la. Nhìn cảnh Tô Lâm há miệng to cho đầu bếp nhà hàng Zipet hay còn gọi là Thánh Rắc Muối đút miếng thịt bò trông vô cùng thô cợ cạch và ghê tởm làm sao. Đây là hình ảnh những mâm cơm nhìn không thấy thức ăn, chỉ thấy toàn cơm trắng của trẻ em miền núi phía Bắc Việt Nam. Những người Việt Nam đã giận dữ lại lần nữa trưng bày những hình ảnh đau thương của hàng triệu người Việt Nam tìm đường về quê tránh dịch với những cảnh chết chóc, đói khát, cực khổ, không bút mực nào tả hết cho được, như một cách nhắc nhở ông Tô Lâm về thực trạng của Việt Nam hôm nay. Theo họ, lẽ ra Tô Lâm biết ngay trong giờ phút ông đang ăn nhiều triệu người dân Việt Nam không có một chén cơm trắng để ăn. Lẽ ra ông Tô Lâm nên biết trên cả nước còn nhiều người vẫn còn đang chết hay chờ chết vì nạn dịch. Lẽ ra ông Tô Lâm nên biết rằng hàng triệu trẻ thơ Việt Nam đang phải thiếu sữa trong tháng 10 lũ lụt này. Và lẽ ra ông Tô Lâm cũng không nên rắc muối lên vết thương của họ như anh chàng đầu bếp rắc lên miếng thịt bò mà Tô Lâm đang nuốt. Chắc chắn là ông Tô Lâm đã thấy và đã biết, nhưng giống như bà Phương Thảo, thấy là một chuyện, biết là một chuyện, cảm thông với sự chịu đựng của đồng bào hay không lại là một chuyện khác. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo là sản phẩm của một ý thức hệ cộng sản, nên đừng trách tại sao bà không rộng lượng với đồng bào của mình mà dùng tiền đi mua danh một cách kịch cỡm, đáng khinh như vậy. Vào hôm 6 tháng 11 năm 2021, tờ Daily Mail của Anh đã tố cáo bà Nguyễn Thị Phương Thảo và chồng không chỉ cấu kết với giới lãnh đạo của chế độ Cộng sản Việt Nam thô bạo mà còn có quan hệ với cả Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Những đồng bạc, dù một đồng hay một tỷ, có được nhờ cấu kết với những kẻ gây nên tội ác chống lại loài người trong trường hợp này là Đảng Cộng sản Việt Nam thì sẽ không được xem là đồng tiền chính đáng. Đặc tính không chính đáng của đồng tiền thể hiện rất rõ nét và rất dễ nhận ra tại Việt Nam. Đây là hình ảnh lâu đài 150 tỷ của nguyên chủ tịch tỉnh Bình Dương Lê Thành Cung. Hãy nhìn vào những biệt thự nguy nga và giai cấp mới này sống so với túp lều không vách của đại đa số trong số 97 triệu người dân để thấy khoảng cách trời vực giữa hai tầng lớp của người trong cùng một đất nước. Một chính phủ có 110 trưởng, thứ trưởng, 201 phó chủ tịch tỉnh và hàng ngàn vụ trưởng. Mục đích của bộ máy hành chính cồng kềnh này chẳng qua là để hợp thức hóa vai trò của các cán bộ đảng, để qua đó chúng được chính thức lãnh lương, chính thức ăn hối lộ, chính thức tham ô và tham nhũng. Hàng triệu người dân hôm nay có thể đã trở về trong căn nhà trơ trọi bên ngoài, mùa mưa đang đến, nước lụt cũng đang dâng cao. Họ sẽ sống ra sao trong những ngày tháng tới? Có tiếng than, tiếng khóc nửa đêm, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng trả lời hay an ủi. Trước nỗi bất hạnh của dân tộc Việt Nam, ai là người sẽ biết đau và ai sẽ là người biết nhục đây? Nguyễn Thị Phương Thảo ư? Tô Lâm ư? Câu hỏi được đặt ra. Không, có lẽ họ sẽ không biết. Nếu biết đau và biết nhục, bà Thảo đã không đem tiền để mua cái tên trường của một đất nước xa xôi, bỏ mặc cho nhiều triệu trẻ em sống trong những điều kiện học hành tệ hại nhất thế giới. Nếu biết đau và biết nhục, ông Tô Lâm đã không há to miệng để được đút ăn trong một phần không nhỏ của đất nước, không có ngay cả gói mì tôm để ăn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2021 với bản tin giai cấp mới tại Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.